Thế nào là tiểu thế giới? Thế nào là tiểu thiên thế giới? Thế nào là trung thiên thế giới? Thế nào là đại thiên thế giới? Lại thế nào là tam thiên đại thiên thế giới? Chúng tôi xin bắt đầu giới thiệu từ tiểu thế giới. Phạm vi của một tiểu thế giới được lấy núi Tu Di làm trung tâm. Núi này dựng đứng trên địa luân, cao 84.000 do tuần, trên rộng, ở giữa eo hẹp. Có một mặt trời, một mặt trăng ở hai bên eo của núi. Chu vi ở dưới góc núi có thất trùng kim sơn, 7 vòng núi vàng và 7 vòng biển hương thủy giao nhau xoay vòng. Từ trong ra ngoài chia thành núi Trì Sông, núi Trì Trục, núi Trì Thủy, núi Thiện Kiến, núi Mã Nhĩ, núi Chướng Ngại, núi Trì Địa. Ở ngoài 7 vòng kim sơn này có một nước biển mặn lớn. Phía ngoài nước biển mặn có một vòng núi Đại Thiết Vi. Bên trong biển mặn lớn này có 4 đại châu: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệp Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lô Châu. Nói liền dưới vòng núi Đại Thiết Vi là Địa Luân, Kim Luân, Thủy Luân, Phong Luân, Hư Không. Trong các cõi trời, tầng thứ hai là Đao Lợi Thiên nằm trên đỉnh núi Tu Di. Ngoài ở giữa là chỗ của vua trời. Bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, mỗi hướng có 8 vị trời, cộng lại là 33 vị. Tầng thứ nhất là trời của 4 vị thiên vương. Nằm ở giữa eo núi Tu Di, mỗi hướng có một vị thiên vương. Phía đông là Trì Quốc Vương, phía nam là Tăng Trưởng Vương, phía tây là Quảng Mục Vương, phía bắc là Đa Văn Vương. Họ là thần hộ pháp nổi tiếng của Phật giáo, còn xưng là Tứ Đại Thiên Vương. Phía dưới vòng núi Đại Thiết Vi 1.000 do tuần là chỗ của Bát Đại Địa Ngục và các thứ địa ngục lớn nhỏ. Quả địa cầu mà chúng ta đang cư trú nằm tại Nam Thiệm Bộ Châu. Từ cõi trời Đao Lợi, trời thiên vương trở xuống là trong phạm vi của địa cư thiên, còn gọi là tư nghĩa, nương theo mặt đất mà ở. Trong các tầng trời, từ tầng trời thứ ba, tức là Dạ Ma Thiên trở lên, gọi là không cư thiên, nương theo mây mà ở. Cứ theo thứ lớp đi lên là Dạ Ma Thiên, Đầu Xuất Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, Sơ Thiền Tam Thiên. Sơ Thiền Tam Thiên là đỉnh cao nhất của một tiểu thế giới. Sơ Thiền Tam Thiên này là một trong 18 tầng trời của sắc giới. Từ cõi trời Sơ Thiền này trở xuống là toàn bộ nội dung trong khái niệm nguyên vẹn của một tiểu thế giới. Sau khi hiểu rõ được định nghĩa của một tiểu thế giới rồi, sẽ dễ dàng hiểu thế nào là một tiểu thiên thế giới. Một tiểu thiên thế giới chính là do 1.000 tiểu thế giới cộng thêm nhị thiền tam thiên của sắc giới hợp lại mà thành. Sau khi hiểu rõ được một tiểu thiên thế giới rồi, chúng ta muốn hiểu thêm trung thiên thế giới không còn là chuyện khó nữa. Một trung thiên thế giới là do 1.000 các tiểu thiên thế giới cộng thêm một tam thiên của sắc giới tổ hợp lại mà thành. Sau khi hiểu rõ được trung thiên thế giới rồi, kế tiếp là đại thiên thế giới. Một đại thiên thế giới chính là do 1.000 cái trung thiên thế giới cộng thêm tứ thiền cửu thiên trụ trên hư không của sắc giới cùng với tứ không thiên của vô sắc giới hợp lại mà thành. Tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới hợp lại là tam thiên thế giới, hoặc còn xưng là tam đại tam thiên thế giới. Đây là phạm vi giáo hóa của một vị tôn Phật, còn gọi là Nhất Phật Độ.
Đại thiên thế giới là gì? Tiểu thiên thế giới là gì? 1000 tiểu thế giới hợp lại thành một tiểu thiên thế giới. Đại thiên thế giới còn gọi là tam thiên đại thế giới, do 3 lần ngàn thế giới kết hợp lại mà thành. Theo đó thì 1000 tiểu thế giới hợp lại thành một tiểu thiên thế giới, 1000 tiểu thiên thế giới hợp lại thành một trung thiên thế giới, 1000 trung thiên thế giới hợp lại thành một đại thiên thế giới. Một tiểu thế giới có một lục dục thiên, tức gồm có một mặt trăng và một mặt trời, một núi Tu Di và một tứ đại châu. Trái đất nơi chúng ta đang sống đây thuộc Nam Thiệm Bộ Châu, một trong tứ đại châu thiên hạ của một tiểu thế giới. Lại có vô lượng vô biên các cõi tam thiên đại thiên thế giới. Mỗi đại thiên thế giới tức là một Phật độ, nghĩa là mỗi cõi đều có chư Phật hiện thân giáo hóa chúng sanh. Một tiểu thế giới trong đại thiên thế giới. Để nhìn được sự vô biên của đại thiên thế giới, ta phải nắm đại lược về một tiểu thế giới. Tiểu thế giới gồm 6 phần chính yếu, một mặt trời và một mặt trăng, núi Tu Di làm trung tâm, tứ châu thiên hạ, địa ngục, thiên sứ ở núi Tu Di, cõi không cư thiên. Tiểu thế giới được 3 lớp bao bọc, lớp thứ nhất ở trong gọi là kim luân, lớp thứ hai gọi là thủy luân, lớp thứ ba gọi là phong luân. Ngoài phong luân lại có hư không rộng rãi vô biên tế. Theo đó thì kim luân an trụ nơi thủy luân an trụ nơi phong luân an trụ nơi hư không. 9 núi 8 biển. Một tiểu thế giới có một núi Tu Di làm trung tâm, đó là lớp núi thứ nhất. Lớp núi thứ hai là Trì Long Sơn, lớp núi thứ ba là Trì Trục Sơn, lớp núi thứ tư là Chim Mộc Sơn, lớp núi thứ năm là Thiện Kiến Sơn, lớp núi thứ sáu là Mã Nhĩ Sơn. Như thế có tất cả 9 lớp núi, 8 lớp biển. Tu Di Sơn là chỗ chư thiên, chư thần ở. Thất Kim Sơn là chỗ chư thiên thần và ngũ thông tiên nhân ở. Thiết Phi Sơn là chỗ của chúng ngạ quỷ, địa ngục ở. Tứ Đại Bộ Châu. 4 Đại Bộ Châu vị trí ở vào vùng biển thứ 8 là Đại Hàm Thủy Hải. Phía nam núi Tu Di là phương vị của Nam Thiệm Bộ Châu. Châu này cũng có tên là Diêm Phù Đề. Châu này chính là nơi loài người đang sống. Hình thế trong Nam Thiệm Bộ phương Bắc rộng, phương Nam hẹp, chu vi độ 7000 du thiện na, xung quanh có 2 trung châu và nhiều tiểu châu. Phía đông núi Tu Di là Đông Thắng Thần Châu. Châu Thắng Thần hình bán nguyệt, phương đông hẹp, phương tây rộng, chu vi độ 9000 du thiện na, xung quanh có 2 trung châu và nhiều tiểu châu. Phía tây núi Tu Di là châu Cù Đà Ni, cũng gọi là Ngưu Hóa Châu. Nhân dân ở châu này dùng trâu, bò, ngựa, châu báo để mua bán, đổi chác vật dụng cho nhau, nên do đó mà được mệnh danh Ngưu Hóa. Tây Ngưu Hóa Châu địa hình như mặt trăng tròn, chu vi độ 8000 du thiện na, xung quanh có 2 trung châu và nhiều tiểu châu. Phía bắc núi Tu Di là Bắc Câu Lư Châu, cũng gọi là Uất Đan Việt. Châu Bắc Câu Lư hình vuông, chu vi độ 10000 do tuần, xung quanh có 2 trung châu và nhiều tiểu châu. Cảnh sắc và nhân vật ở châu này đều hơn 3 châu kia. Các kinh luận đều nói hình dáng của châu nào ra sao thì khuôn mặt của dân chúng châu đó cũng như thế ấy. Như người ở Nam Thiệm Bộ Châu, khuôn mặt phần nhiều chơi lớn dưới nhỏ. Người ở Đông Thắng Thần Châu, khuôn mặt tương tự hình bán nguyệt. Người ở Tây Ngưu Hóa Châu, khuôn mặt như trăng tròn. Người ở Bắc Câu Lư Châu, khuôn mặt hơi vuông. Như vậy, tính ra một đại thiên thế giới có 1 tỷ tứ đại bộ châu. Địa ngục. Địa ngục nằm nơi núi Thiết Phi. Lược thuật thì địa ngục có 2 chủng loại, hàn, nhiệt. Về nhiệt ngục thì khinh đến trọng có 8 thứ. 1. Đẳng hoạt. 2. Hắc thằng. 3. Chúng hiệp. 4. Hiều kiếu. 5. Đại kiếu hoáng. 6. Viêm nhiệt. 7. Cực nhiệt. 8. Vô gián. Mỗi ngục trên đây đều có 16 ngục phụ. Như thế, kể cả bản ngục và ngục phụ của 2 loại hàn nhiệt, tất cả có 272 ngục. Ngoài ngục phụ còn có nhiều tiểu ngục. Ngoài tiểu ngục lại có vô số biên ngục, đại khái. Chúng sanh nào tạo thập ác thuộc về phẩm thượng thượng sẽ bị đọa vào chánh ngục. Chúng sanh nào tạo thập ác thuộc về phẩm thượng trung sẽ bị đọa vào phụ ngục. Chúng sanh nào tạo thập ác thuộc về phẩm thượng hạ sẽ bị đọa vào tiểu ngục, biên ngục. Các ngục do sở đồng, sắt hoặc đá tạo thành, những hình cụ trong ấy nhiều đến vô lượng. Tất cả đều bởi nghiệp ác của chúng sanh mà huyễn hiện. Như vậy, tính ra một đại thiên thế giới có 1 tỷ cõi địa ngục. Thiên sứ ở núi Tu Di. Tứ thiên vương và tùy thuộc. Như vừa nói lúc nãy, núi Tu Di hình thế khoảng giữa eo lại, trên dưới rộng ra. Từ mặt nước lên đến giữa núi Tu Di có 4 tầng cấp. Tầng cấp thứ nhất bao vòng quanh núi là chỗ của thần kiên thủ. Tầng cấp thứ hai bao vòng quanh núi là chỗ của thần trì hoa mang. Tầng cấp thứ ba bao vòng quanh núi là chỗ ở của thần thường phóng dật.
Ba xứ sở này là nơi của các thần dưới quyền thống lãnh của tứ thiên vương. Tầng cấp thứ tư bao vòng quanh núi là trụ xứ của bốn vị thiên vương gọi là tứ thiên vương. Tứ thiên vương thống lãnh chư thần ủng hộ bốn đại bộ châu. Phương Đông, giữa chừng núi Tu Di là chỗ của trì quốc thiên vương và chư thiên tùy thuộc, họ bảo hộ Đông Thắng thần châu. Phương Nam giữa chừng núi Tu Di là chỗ ở của tăng trưởng thiên vương và chư thiên tùy thuộc, họ bảo hộ Nam Thiệm bộ châu. Phương Tây giữa chừng núi Tu Di là chỗ ở của Quảng Mục thiên vương và chư thiên tùy thuộc, họ bảo hộ Tây Ngưu hóa châu. Phương Bắc giữa chừng núi Tu Di là chỗ ở của Đa Văn thiên vương và chư thiên tùy thuộc, họ bảo hộ Bắc Câu Lư châu. Tứ thiên vương mỗi vị đều có 8 viên đại tướng, 91 người con. Theo trí luận thì các thần núi, sông, đất, rừng, cây, thành quách, cung điện, tất cả quỷ thần đều thuộc về quyền thống nhiếp của tứ đại thiên vương. Như vậy, tính ra một đại thiên thế giới có 1 tỷ núi Tu Di. Tam thập tam thiên, trời Đao Lợi. Trên đỉnh núi Tu Di là xứ sở của trời Đao Lợi, còn gọi là tam thập tam thiên. Nơi đây địa thế rộng rãi, tốt đẹp. Ở bốn góc trên đỉnh núi Tu Di có 4 tòa núi nhỏ, bề cao và rộng, đều 500 do tuần. Có thần dược xoa tên là Kim Cương thủ trụ nơi đây để tuần thị và hộ vệ chư thiên. Chính giữa đỉnh Tu Di có khu thành rộng lớn tên là Diệu Kiến. Chỗ này là thành đô của trời Đế Thích, lầu các nguy nga tráng lệ, nghiêm sức bằng các thứ tạp bảo. Xung quanh thành Diệu Kiến có 32 thiên sứ, mỗi nơi do một vị thiên chủ quản trị. 32 thiên sứ này với trung đô của Đế Thích hợp lại thành 33 thiên sứ, nên gọi là tam thập tam thiên. Nếu tính từ mặt đất lên đến cảnh trời Đao Lợi thì cách khoảng 84.000 do tuần. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng rằng Đao Lợi là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tam thập tam, tức là chỉ cõi trời 33. Như thế, có phải trời Đao Lợi nằm ở tầng thứ 33 hay không? Không phải. Tuy gọi là cõi trời 33, nhưng đó không phải do đếm từ dưới lên trên theo thứ tự, như tầng trời thứ nhất, tầng trời thứ hai, rồi đến tầng trời thứ ba, cho đến tới tầng trời thứ 33. Vậy thì như thế nào? Cõi trời 33 này vốn nằm chính giữa, và ở bốn phía đông tây nam bắc của cõi trời này thì mỗi phía lại có 8 cõi trời. Do đó, tổng cộng có 32 cõi trời phân bố chung quanh cõi trời 33. Thiên chủ của cõi trời 33 là Đế Thích. Trong kinh A-di-đà có nói đến Thích Đề Hoàng Nhân, tức là vị Đế Thích này vậy. Ngoài ra, trong chú Lăng Nghiêm có câu Nam Mô Nhân Đà La Gia, thì Nhân Đà La Gia cũng chính là thiên chủ Đế Thích. Ở cõi trời thì Đế Thích là một vị thiên chủ, còn trong Phật giáo thì Ngài là một vị hộ pháp. Ngài chẳng những không được làm chủ, mà ngay cả tòa sen để ngồi cũng không có nữa. Ngài chỉ đứng ở ngưỡng cửa mà thôi. Thiên chủ Đế Thích cũng chính là đấng Thượng Đế Vạn Năng mà người đời thường xưng tụng. Đúng vậy, Đế Thích quả thật là đấng vạn năng, Ngài cai quản tất cả mọi việc ở cõi trời cũng như cõi người. Tuy nhiên, giữa Ngài và người thế gian chúng ta chẳng có gì khác biệt lắm. Vì sao? Vì Ngài vẫn còn tâm dâm dục, vẫn còn cần ăn uống, ngủ nghỉ. Có khác chăng là ba thứ dục vọng ấy ở Ngài thì nhẹ và tinh tế, chứ không nặng và thô thiển như ở phàm phu chúng ta. Người thế gian chúng ta chỉ không ăn không uống vài bữa là chịu không nổi. Vài ngày không dâm dục là cảm thấy khó chịu, vài hôm không ngủ nghỉ là thấy uể oải. Còn trời Đế Thích thì 100 ngày không ăn cũng được, thậm chí 200 ngày, 300 ngày hoặc 1 năm mới ăn một lần cũng chẳng sao. Suốt năm không ngủ vẫn tỉnh táo như thường, và quanh năm không dâm dục thì chẳng lấy làm phiền. Tuy nhiên, Ngài vẫn chưa đoạn trừ được dục vọng. Tuổi thọ của chư thiên ở cõi trời Đao Lợi là 1.000 năm, 100 năm ở cõi nhân gian chúng ta chỉ là một ngày một đêm ở cõi trời Đao Lợi. Vậy, quý vị thử tính xem, so với người thế gian chúng ta thì thọ mạng của chư thiên lâu hơn được bao nhiêu năm? Cõi trời Đao Lợi rộng 8 vạn do tuần, tất cả tường vách của thành trì nơi đây đều được làm bằng thứ 7 báu. Thành trì của thiên chủ Đao Lợi Thiên là Thiện Kiến Thành, rộng 6 vạn do tuần, và tất cả cung điện đều được xây bằng những vật liệu quý báu nhất. Đây cũng chính là lý do khiến thiên chủ Đế Thích sau khi được sanh về đó rồi thì chỉ muốn ở lại làm chúa trời, chứ không muốn dọn nhà đi nơi khác. Mọi thứ xung quanh Đế Thích toàn làm bằng châu báu, ngay cả nhà cửa phòng ốc cũng được kiến tạo bằng những vật liệu vô cùng quý giá. Vì được sống ở một nơi đẹp đẽ với những cung điện tráng lệ như thế, nên Đế Thích khó dứt bỏ dục tâm. Ngài lấy làm thỏa mãn, an nhiên hưởng thụ phước trời và cho rằng đó là nơi vui sướng nhất. Chẳng những thế, Ngài còn kêu gọi tất cả chúng sanh hãy về thiên quốc, thế giới của Ngài. Đối với Ngài, cõi trời Đao Lợi là một thế giới đầy vui thú. Do đó, ai thích thì cứ đến ở. Ngài sẵn lòng hoan nghênh tất cả. Ngài cho rằng Ngài rất khảng khái, rộng lượng, vì lúc nào cũng hoan hỷ nghênh đón mọi người đến ở, và cũng an hưởng phước lạc của cõi trời với Ngài. Tuy vậy, Ngài không biết rằng sở dĩ bản thân mình chưa thoát khỏi vòng sanh tử là bởi mình còn tham đắm dục lạc.
vì sao Ngài được làm Thiên Chủ? Có phải là trước tiên thì làm Địa Chủ, Chúa Đất, rồi sau đó được thăng chức làm Thiên Chủ, Chúa Trời? Hay là phải từ địa vị Địa Chủ rồi lên Nhân Chủ, Chúa Nhân Gian, sau đó mới từ Nhân Chủ mà thăng lên làm Thiên Chủ? Không phải. Thế thì nhờ đâu mà Ngài được làm Thiên Chủ? Vào thời Đức Phật Ca Diếp, vị Chúa Trời Đế Thích này là một người con gái từng phát tâm xây cất ngôi tháp thờ Phật Ca Diếp. Do nhân duyên gì mà cô phát tâm như thế? Thuở ấy, nhân thấy có một ngôi miếu đổ nát và mất nóc. Trong miếu có pho tượng Phật đã bị mưa gió làm loang lổ lớp vàng thiếp trên mặt. Cô cảm thấy rất đau lòng. Chao ôi, tượng Phật này đã bị nhện răng bụi bám, bây giờ lại còn phải chịu cảnh gió táp mưa xa. Tôi thật không đành lòng. Thế là cô phát tâm sửa sang ngôi cổ miếu ấy lại cho trang nghiêm. Tuy nhiên, vì không có tiền, cô ta bèn tìm đến bạn bè và những người thân thuộc, nói với họ rằng: tôi muốn xây lại một ngôi miếu cổ nọ, nhưng không có tiền. Chẳng hay quý vị có thể giúp tôi một tay không? Quý vị, ai có người thân thì kêu gọi người thân, ai có bạn bè thì kêu gọi bạn bè. Chúng ta hãy hợp lực để làm một việc từ thiện, cùng nhau trùng tu ngôi cổ miếu này. Bạn bè và bà con quyến thuộc của cô gái này đều hăng hái hưởng ứng. Được, tất cả chúng ta hãy hợp tác để trùng tu ngôi cổ miếu. Cô ta tìm được 32 người có cùng một tâm nguyện với mình, và có lẽ tất cả đều là nữ giới. Điều này không thể kiểm chứng qua lịch sử, cũng chẳng thể tra cứu ở đâu được. Cho dù có phái nam tham gia thì con số cũng rất ít. Vì sao ư? Vì nam giới thường tự cho là mình tài giỏi, không thích việc xây chùa dựng tháp, lại còn bảo rằng họ nhường công việc đó cho phái nữ. Sau khi cô gái khởi xướng và 32 người nữ ấy hoàn tất việc trùng tu ngôi cổ miếu, ngoài ra họ còn cùng nhau cất thêm một cái bảo tháp nữa. Họ cứ kẻ góp công, người góp của, ai nấy đều tùy theo khả năng của mình mà góp phần. Nhờ đó, việc xây dựng ngôi bảo tháp cũng được thành tựu viên mãn. Đến khi thọ mạng của 33 người này đã hết, tất cả đều được sanh lên cõi trời. Lên trời thì mỗi người một cõi, cho nên 33 người thì có 33 cõi trời. Vị Thiên Chủ của cõi trời trung ương 33, Đao Lợi Thiên là Đế Thích, tức là cô gái khởi xướng việc trùng tu ngôi cổ miếu thuở trước. Đó là sự tích của cung trời Đao Lợi. Không cư thiên. Các tầng trời y cứ nơi núi Tu Di gọi là Địa Cư Thiên, vượt khỏi đảnh Tu Di trở lên thuộc về Không Cư Thiên. Không Cư Thiên là những thiên sứ rộng lớn hư phù giữa không gian như mây. Trời Dạ Ma. Từ cõi Đao Lợi lên đến 160.000 do tuần, có một thiên giới lơ lửng như mây, do thất bảo nhu nhuyễn tạo thành, bằng phẳng an ổn. Chu vi rộng 80.000 do tuần, cung điện lầu cát, vườn cây ao hoa, tất cả đều trang nghiêm diễm lệ. Đây là cõi trời Dạ Ma, Tu Diệm Ma. Đây là nơi mà ánh mặt trời và mặt trăng đều không rọi tới được. Thế thì nơi ấy có lẽ rất tối tăm. Cũng không hẳn, bởi thiên nhân ở cõi Dạ Ma Thiên này trên thân đều có hào quang chiếu sáng, cho nên cũng không cần tới ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Vì sao cõi trời này có tên là Dạ Ma? Dạ Ma, Suyama là phạn ngữ, Trung Hoa dịch là thiện thời phân, khéo chia thời giờ. Vì sao gọi là thiện thời phân? Bởi vì cõi trời này nằm ở vị trí quá cao, ánh sáng của mặt trời và mặt trăng đều không thể nào rọi tới được. Cho nên thiên nhân ở đây bèn lấy lúc bông sen nở hiệp để phân biệt ngày và đêm. Hoa nở là ban ngày, hoa hiệp là ban đêm. Tại Tứ Thiên Vương thì thiên nhân thân cao nửa dặm. Tại Đao Lợi Thiên, thiên nhân thân cao một dặm và có thọ mạng là 1.000 tuổi. Một ngày một đêm ở cõi trời này là 100 năm ở chốn nhân gian. Còn ở Dạ Ma Thiên thì thế nào? Thiên nhân ở đây thân cao 1.5 dặm, có thọ mạng là 1.500 tuổi. Một ngày một đêm tại cõi trời này là 100 năm ở trần gian. Cứ lên cao hơn một tầng trời thì thọ mạng được tăng thêm 500 tuổi, thân cao thêm nửa dặm. Cho nên càng lên các tầng trời phía trên thì thiên nhân thân hình càng cao lớn và tuổi thọ càng gia tăng. Trời Đâu Xuất Đà. Từ trời Dạ Ma lên trên cách 320 do tuần, có một thiên giới bằng thất bảo, lơ lửng như mây, chu vi rộng 160 do tuần. Đây là cõi trời Đâu Xuất Đà. Đâu Xuất Đà, Tusita là phạn ngữ, Trung Hoa dịch là tri túc, biết đủ. Do đó cũng gọi là tri túc thiên. Đâu Xuất Đà thiên gồm có nội viện và ngoại viện. Bồ Tát Di Lặc hiện ngụ tại nội viện, còn các thiên nhân thì ở tại ngoại viện. Tam tai, ba thứ tai họa, lửa cháy, nước lụt, gió bão không lan tràn đến Đâu Xuất nội viện được, song vẫn có thể hủy diệt Đâu Xuất ngoại viện. Trời Hóa Lạc. Từ trời Đâu Xuất lên trên cách 640.000 do tuần, có một thiên giới bằng thất bảo, lơ lửng như mây, chu vi rộng 320.000 do tuần. Đây là cõi trời Hóa Lạc. Sự vui sướng tại cảnh trời này có tánh biến hóa, bởi sự vui sướng phi thường ấy là do chư thiên ở đó biến hóa ra. Trời Tha Hóa Tự Tại.
từ cõi hóa lạc lên trên cách 1.280.000 do tuần, có một thiên giới bằng thất bảo, lơ lửng trên mây, chu vi rộng 640.000 do tuần. Đây là cõi trời tha hóa tự tại, nơi của thiên ma, cũng là tầng trời cao nhất của dục giới. Sự vui sướng ở tha hóa tự tại thiên vốn là của các cõi trời khác hóa hiện ra. Vì chư thiên ở đây có thần thông nên họ có thể chuyển dịch sự vui sướng của các cõi trời khác về cõi trời của họ. Tha hóa tự tại thiên là nơi trú ngụ của thiên ma, chứ không phải của các vị thiên thần hoặc tiên nhân chân chính. Sáu cảnh trời kể trên: Tứ Vương Thiên, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đầu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên được gọi chung là Lục Dục Thiên. Vì sao gọi là Lục Dục Thiên, sáu cõi trời dục? Bởi vì các thiên nhân ở đó tuy được sanh lên cõi trời nhưng vẫn còn tâm dâm dục, vẫn còn những ý nghĩ không thanh tịnh. Thiên chúng ở Lục Dục Thiên đều còn lòng ái dục, sự hành dâm của chư thiên ở trời Tứ Thiên Vương và trời Đao Lợi thì cũng giống như của con người ở nhân gian vậy. Vì sao ư? Bởi vì họ đều có hình thể. Thiên nhân ở tầng trời Tứ Thiên Vương cũng kết hôn như người thế tục, và ngay cả thiên nhân ở trời Đao Lợi cũng vậy. Họ đều có vợ chồng, con cái, chẳng khác gì loài người ở trần gian cả. Trẻ sơ sinh ở Tứ Thiên Vương thì như thế nào? Ở cõi trời này, trẻ con mới sinh ra đã lớn bằng đứa bé 5 tuổi ở nhân gian. Còn ở Đao Lợi Thiên thì sao? Trẻ sơ sinh ở trời Đao Lợi thì trẻ đứa bé 7 tuổi ở nhân gian. Và ở trời Dạ Ma thì trẻ sơ sinh bằng cỡ đứa bé 10 tuổi ở nhân gian. Trẻ con mới sinh ra là đã lớn như thế, ngồi trên đùi của thiên nhân, và một lát sau thì được cho ăn thiên lộ tự nhiên, một thứ cam lộ của cõi trời tự nhiên hóa hiện ra. Ăn xong chưa được bao lâu thì đứa bé vụt biến thành cao lớn như mọi thiên nhân khác, thân cao nửa dặm và thọ mạng cũng là 500 tuổi. Đó là nói về Tứ Thiên Vương. Có bài kệ nói về cảnh dục lạc của chư thiên ở dục lục thiên như sau: Tứ Vương Đao Lợi dục giao bảo, Dạ Ma chấp thủ Đâu Xuất Tiếu, Hóa Lạc Thục Thị Tha Tạm Thị, Thử Thị Lục Thiên Chi Dục Lạc. Dịch là: Tứ Vương Đao Lợi còn ôm ấp, Dạ Ma nắm tay Đâu Xuất Cười, Hóa Lạc nhìn lâu Tha nhìn thoáng. Đó là dục lạc cõi lục thiên. Tứ Vương Đao Lợi dục giao bảo, Tứ Vương Đao Lợi còn ôm ấp. Thiên chúng ở trời Tứ Thiên Vương và trời Đao Lợi cũng hành dâm như loài người ở thế gian vậy. Dạ Ma chấp thủ Đâu Xuất Tiếu, Dạ Ma nắm tay Đâu Xuất Cười. Hành vi sắc dục của thiên nhân ở trời Dạ Ma là cầm tay nhau. Ở cõi trời này, thiên nam và thiên nữ giao tình với nhau bằng cách nắm tay, tương tự như lối bắt tay của người phương Tây vậy. Thế còn ở trời Đâu Xuất thì sao? Ở trời Đâu Xuất thì thiên nam thiên nữ chỉ cười với nhau là đã thành vợ thành chồng rồi. Bởi thiên nhân ở đó bình thời không hề cười. Vì sao? Vì lòng ham muốn của họ quá nhẹ, hầu như là không còn nữa vậy. Tại lục dục thiên, hãy lên cao được một tầng trời thì dục niệm lại giảm nhẹ bớt một bậc. Tại sao ở cõi nhân gian chúng ta, những người tu đạo đều cần phải khử dục đoạn ái, quét sạch mọi dục niệm? Bởi vì nếu dục niệm mà nhiều thì ngu si mê muội cũng nhiều thêm. Dục niệm càng giảm thiểu thì trí huệ sáng suốt càng gia tăng. Dục niệm là thuộc cõi ngũ trược ác thế. Cái gì gọi là trược? Đó là dục niệm. Dục niệm là một thứ ô trược nhất, dơ bẩn nhất. Lòng sắc dục của thiên chúng trên cõi trời Tứ Thiên Vương thì cũng giống như của nhân gian chúng ta vậy. Còn dục niệm ở thiên nhân ở trời Đao Lợi thì có phần nhẹ hơn so với ở trời Tứ Thiên Vương. Hành vi sắc dục của thiên nhân ở trời Dạ Ma là nắm tay nhau, còn ở trời Đao Xuất thì cười với nhau. Quý vị chớ cho rằng cười là tốt. Nhân gian chúng ta thường cho cười là điều tốt mà không biết rằng cười cũng là một tác dụng về mặt tình cảm và sắc dục. Chư thiên ở cõi trời Dạ Ma đều thích dụng công tu hành, cho nên rất hiếm khi có chuyện nắm tay nhau xảy ra. Hóa Lạc Thục Thị Tha Tạm Thị. Hóa Lạc nhìn lâu Tha nhìn thoáng. Thục thị tức là nhìn hơi lâu một chút, như chừng 1 phút, 2 phút hoặc 5 phút. Thiên nam thiên nữ ở trời Hóa Lạc thì đăm đăm ngó nhau chừng một vài phút là thành dâm, còn ở trời Tha Hóa Tự Tại thì chỉ cần nhìn phớt nhau thôi, không phải nhìn lâu. Thử thị lục thiên chi dục lạc, đó là dục lạc cõi lục thiên. Hành vi sắc dục của thiên nam thiên nữ ở lục dục thiên là như thế. Hễ lên cao hơn một tầng thì dục niệm giảm nhẹ bớt một tầng. Kẻ có dục niệm nặng nề thì không thể sanh lên cõi trời, cho nên những người được sanh thiên đều rất ít dục niệm. Bài kệ vừa rồi là nói về dục lạc ở lục dục thiên. Những mô tả và giải thích ở trên là hiện tượng quen thuộc của một phạm vi tiểu thế giới. Từ cõi dục trở lên lại có 4 tầng thiền thiên của sắc giới, mỗi tầng khoảng cách nhau và bề rộng đều gấp bội, duy có cõi vô sắc là không phương xứ.